Đứng ở ngôi đầu làng công nghệ không có nghĩa là không có những thất bại cay đắng. Cả Apple và Samsung thì đều có những cú đau nhớ đời. Ở số lần trước mình đã hỏi các bạn là iFan hay các bạn là Sam fan, thì chúng ta có được kết quả là rất là cân bằng. Còn ở số lần này thì chúng ta sẽ xem hai bên nào ngã đau hơn nhá. Đầu tiên là mình nói tới Samsung trước nhá. Sau sự thành công của chiếc Samsung Galaxy S4 bán được 40 triệu máy chỉ trong vòng 6 tháng thì hình như là Samsung đã ngủ quên ở trong chiến thắng. Cái thất bại mình nói tới ở đây là chiếc Samsung Galaxy S5 ra mắt vào tháng 2 năm 2014. Tại sao nó lại thất bại nhỉ? Trong khi nó có một cái cấu hình cực kỳ là tiên phong vào thời điểm đó, chip Exynos 8 lõi hoặc là S801 tùy phiên bản, màn hình Super AMOLED 5.1 inch vô cùng rực rỡ miễn chê, pin thì cũng lên tới 2800 mAh, camera 16 megapixel. Mà thậm chí là chiếc Samsung Galaxy S5 còn được trang bị những công nghệ tiên tiến hồi bấy giờ, ví dụ như là cảm biến vân tay này, cảm biến đo nhịp tim này, mắt hồng ngoại này, hay là khả năng chống nước. Thế nhưng mà ca ngợi thì ít mà chê bai thì nhiều. Sau đây sẽ là ba lý do mà chiếc Samsung Galaxy S5 bị chê nhiều nhất nhá. Đầu tiên là mình muốn nói về thiết kế khác với flagship cùng thời, ví dụ như là iPhone 5S này, Sony Z3 này, hay là HTC One M8 có thiết kế nguyên khối kim loại sang trọng, thì chiếc Samsung Galaxy 5 vẫn đi theo cái thiết kế mà nhựa rẻ tiền của Samsung đã từng làm trước đây. Đầu tiên là về cái mặt lưng này được đục lỗ như kiểu là bị dỗ vậy. Trông nó rất là rẻ tiền mà trông nó chả có tí nào gọi là đẳng cấp cả. Tiếp theo là về cái viền sáng bóng. Cái viền trông sáng bóng vậy, tưởng chừng là cái thứ kim loại duy nhất, nhưng cuối cùng nó chỉ là mạ mà thôi. Sau một thời gian dùng thì nó dễ dàng là xuống cấp và bong chóc. Cái thứ hai mình nói tới đó chính là cảm biến vân tay. Tưởng chừng như là cảm biến vân tay trên S5 là một điểm đột phá so với S4, nhưng cuối cùng thì nó không phải. Nó lại bị chê rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảm biến ở nút home này không phải là loại một chạm, mà là mình muốn dùng được mình phải vuốt. Tức là các bạn sẽ phải vẽ một cái đường thẳng từ trên màn hình, vuốt qua cái nút home đó thì mới có thể mở được màn hình. Nếu như là cảm biến Touch ID ở trên iPhone 5S ý, là một bước tiến cực kỳ vĩ đại đó, thì còn ở trên chiếc Samsung Galaxy S5 thì nó lại là một thứ rắc rưởi và gây vướng víu. Và điều thứ ba, điều cuối cùng đó chính là về phần mềm. Samsung Galaxy S5 là một cái thùng rác chứa một đống broadware đến từ Samsung. Ban đầu thì Samsung còn rất là tự tin là bởi vì sao? Bởi vì Samsung đã rút bớt từ 51 ứng dụng ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 3 về chỉ còn khoảng 40 ứng dụng trên Samsung Galaxy S5 luôn. Vì những lý do đó, điều không để tránh khỏi là doanh số của chiếc Samsung Galaxy S5 là vô cùng là đẹp và nó thấp hơn khoảng 40% so với những gì mà Samsung dự kiến. Đó là về cú đau của Samsung. Còn về Apple thì sao? Cũng có số 5 nhưng mà không phải là S5 mà là iPhone 5C. Hình như về cả Apple và Samsung đều không may mắn lắm với số 5 thì phải. Về cấu hình và tính năng thì iPhone 5C thực sự không có gì đáng để chê trách cả. Máy chạy chip Apple A6 này, GPU Power VR này, màn hình 4 inch này, pin 1500 mAh, cái dạng iOS 7. Về cơ bản thì iPhone 5C có cấu hình y hệt iPhone 5 nhưng chỉ cải thiện hơn một chút về pin mà thôi. Nói một cách ví von thì iPhone 5C bình mới nhưng mà rượu cũ. Nhưng mà thực ra thì cái bình mới này còn xấu hơn cả cái bình cũ. Thay vì cái thiết kế vỏ kim loại nguyên khối ở trên iPhone 5 thì bây giờ iPhone 5C lại có một cái thiết kế vỏ nhựa rẻ tiền, trơn, bóng và dễ chảy xước. Nhưng mà nếu cái sản phẩm mà có mức giá bình dân, mình nhắc lại, có mức giá bình dân này không quá chát, thì thực ra nó đã dễ được chấp nhận. Ra mắt cùng thời với cả iPhone 5S, thế mà iPhone 5C lại chỉ kém hơn iPhone 5S có 100 đô mà thôi. Theo mình nhớ là hồi đó ra mắt thì iPhone 5C phiên bản thấp nhất 16GB bán với giá 99 đô la cùng với hợp đồng 2 năm nhà mạng. Còn với cả iPhone 5S thì là 199 đô la. Nếu mà mình lựa chọn iPhone 5S thêm 100 đô la thôi mà mình đã có thêm cảm biến vân tay này, chip mới này, mà lại còn có cả cái lớp vỏ kim loại nguyên khối sang chảnh nữa. Cái chính sách giá bắt con từng bờ này của Apple đã khiến cho iPhone 5C không bán được hàng, nhưng mà đối với iPhone 5 và iPhone 5S thì vẫn có doanh số rất là tốt. Apple trong trường hợp này thì không biết kêu ai bây giờ. iPhone 5C về với Việt Nam cũng có giá vào rơi vào khoảng 13-14 củ gì đấy, hàng chính hãng FPT. Nhưng mà về sau phải có một cái đợt đại hạ giá xuống còn tầm khoảng 8 triệu thì mới bán được máy. Về sau còn có cái trào lưu iPhone 5C Lock, giá chỉ rơi vào khoảng 2-4 triệu đồng mà thôi. Tưởng chừng là Apple đã cạch mặt với cả iPhone giá rẻ, nhưng mà mới gần đây thôi thì lại có thông tin mới là Apple có chiêu trò mới, đó chính là tung ra iPhone 5S. Bộ nhớ trong chỉ có 8GB thôi tại một số thị trường. Đến giờ này thì chưa thấy đâu, nhưng mà mình xin là đừng có làm như vậy bởi mình nghĩ nó không ổn tí nào cả. Vừa rồi mình vừa nói cho mọi người nghe về thất bại của cả hai hãng, của cả Apple và Samsung. Chắc chắn là sau hai vụ này thì cả Apple và Samsung thì sẽ phải rút ra kinh nghiệm và cải thiện hơn về chất lượng sản phẩm của mình. Theo bạn thì Apple hay Samsung là bên đau đớn hơn trong vụ này? Hãy comment ở dưới để mình cùng biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và chào xịn.